bé bỏng của lòng chị. Trời ơi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao mà Ngọc Nhi ở nhà đọc sách cuối tuần vậy nè? Vậy chứ hả, một tháng có 4 tuần, hết 3 tuần em ra ngoài đường chơi rồi. Phải cho em một tuần ở nhà em đọc sách cho nó thanh cảnh chứ trời. Mà hôm nay sao rồng đến nhà tôm vậy ha? Thì nói chung là sáng nay chị có việc đi ngang qua đây nên tiện thể ghé thăm em bé bỏng của chị. Cảm động hết. Mẹ em đang đọc sách gì vậy? Ngôn tình tình cảm lãng mạn chứ gì? Trời, em thì chỉ hợp với thể loại sách nhẹ nhàng lãng mạn thôi. Đó là Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Trời, tên thì cũng lãng mạn nữa. Của một nhà văn Nhật, đó là Ichikawa Takushi. Nghe cái tên là thấy tình cảm lãng mạn hợp với chị em mình rồi đó. Giờ không biết nội dung sao thôi. Mà nội dung sao mà để Ngọc Nhi phải từ bỏ những cuộc chơi cuối tuần để ở nhà đọc sách là chắc chị thấy cũng hay lắm này. Em đã đọc cuốn sách này một lần rồi, hôm nay em đọc lại một lần nữa. Đọc lại. Cho nên là để em nói chị nghe sơ về nội dung ha. Nếu bạn yêu thích văn học Nhật Bản đương đại, chắc chắn bạn không thể bỏ qua Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Một câu chuyện tình yêu giản dị và sâu lắng, một mối tình trầm buồn nhưng luôn hàm chứa niềm lạc quan tin tưởng vào tình yêu. Takun và người vợ của mình, Mio, đã yêu và cưới nhau, có một cậu con trai 6 tuổi tên Yuji. Sẽ chẳng có gì để nói nếu cuộc sống khắc nghiệt không cướp mất người vợ của Takun. Không ai muốn tin rằng Mio đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của họ. Thế rồi, như một phép màu kỳ diệu, Mio đã trở lại vào một ngày mưa. Cốt truyện là sự đan cài giữa hai yếu tố thực ảo, hiện tại và tương lai. Hóa ra, Mio không phải hồn ma, càng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là một người đến từ quá khứ, bước đến tương lai của chính mình. Mio 21 tuổi và đã dũng cảm bước tới, thương yêu người chồng của mình ở tuổi 29. Hiểu rõ những điều xảy đến với mình, để rồi khi trở lại tuổi 21, cô vẫn chọn yêu anh như đã từng. Có lẽ bạn sẽ thất vọng khi biết đến cuối cùng Mio cũng không thể ở bên Takun. Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ bạn có thể cùng người mình yêu đi tới cuối con đường hay không, mà bạn đã yêu người đó hết mình hay không. Chính tình yêu đã khiến Mio trở thành bất tử trong trái tim của Takun. Em sẽ đến cùng cơn mưa, nhẹ nhàng với lời văn mượt mà như một cơn mưa mùa thu mang mát buồn, nhưng bạn không thể buông lơi khi chưa đọc tới trang cuối. Hãy đặt niềm tin vào trái tim mình và để trái tim được lựa chọn. Bởi ngay cả khi ta biết rằng đó là một lựa chọn khó khăn, người ta vẫn chọn đi về hướng ấy, hướng có người ta yêu thương. Mặt nạ chống lão hóa da rất là tuyệt vời, và đặc biệt đó chính là sẽ giúp cải thiện được làn da nào mà có nhiều nếp nhăn thì cải thiện được là nếp nhăn, cũng như là làn da chúng ta sẽ trở nên là sáng hơn, bởi vì trứng cũng là một nguyên liệu làm đẹp.